Pháp ngày 18 tháng 10 khai trương nhà máy năng lượng mặt trời với hàng chục ngàn tấm thu năng lượng trôi nổi bềnh bồng trên một hồ nước nhân tạo. Nhà máy nằm ở thành phố Pioland này là nhà máy lớn nhất châu Âu, theo lời ông Eric Scotto, chủ tịch công ty năng lượng tái tạo Akio tuyên bố. Công ty này cung cấp các tấm thu năng lượng cho địa điểm này. 47.000 tấm thu năng lượng trải dài trên hồ nhân tạo rộng 50 ha có thể cung cấp điện cho gần 10.000 người trong hơn 4.700 hộ dân trong khu vực. Ông Scotto nói, dự án này chứng tỏ trang trại nổi hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời là điều hoàn toàn khả dĩ tại Pháp, và rằng nước này có thể sản xuất tổng cộng 10 gigawatt điện theo kiểu này.